Nhưng mà trước khi chủ đề để cho nó giãn thần kinh thì không có căng. Chồng chị mà chị bảo ngon ấy, thằng ấy nó thuộc nhóm nào? Nhóm 2 à? Ok. Thế chị nhóm nào? Em mà thấy nhớ ở quán được xíu thì không thấy trong này. Thôi đừng lý luận nữa. Nó có 4 loại thôi, không nhóm nào là bà con thần kinh. Nhóm mấy? Nhóm 3. Cứ tạm thế đi. Tôi chỉ nói với chị về nhân sự nhá. Cái thằng đã nhóm 2 là thằng rất giỏi. Đồng thời nó là con, nó là người chứ không phải con, tức là phần người to hơn phần con. Cho nên cái thằng đã nhóm 2 không bao giờ nó đi lấy con vợ nhóm 3 nhé. Mà cái thằng đã lấy nhóm 3 thì tối đa là nó cũng nhóm 3. Ngồi đấy mà ngộ nhận. Chị là nhóm oxy đấy à? Tôi cho chị ngộ nhận đấy. Chị có hiếm đâu. Có đúng không? Em tự thấy em hiếm thôi. Đâu ai giống em nữa đâu. Có trung thành không? Dạ có. Có trung thực không? Có luôn. Trung thực luôn? Dạ. Thế nếu tôi làm lại câu hỏi cho nó đồng hạng để so với độ trung thực anh kia. Nhé. Dạ. Ở trong ban lãnh đạo của chị thì tôi không biết mà. Chị ghét nhất thằng nào? Ghét nhất chủ tịch. Chủ tịch là chồng à? Cho nên chị mới nắm nói tự tin thì chị có dám nói ghét nhất thằng phó chủ tịch không? Cái đồ không trung thực kìa chứ. Cho nên là các anh chị ạ, kết quả quản trị nhân sự nếu nói tắt ngang để các anh chị làm liền, mỗi loại phải tung ra một đòn, và cái đòn đó nó nằm trên cơ sở tổng đòn. Như vậy phần tiếp theo tôi sẽ phải nói để quản lý là phần một là loại, thì phần hai tôi sẽ phải nói thế này này, các đòn để quản trị nó. Xong đến phần 3 tôi sẽ nói thế này này, của tiết 2 nhé. Đó là các đòn đó lựa chọn cho từng loại một. Đấy, rất rõ ràng. Và khi nó nhảy loại thì các bạn phải áp dụng rất linh hoạt. Đấy, thì cái logic sẽ trình bày như vậy. Vậy thì các anh chị đã là sếp phải nhóm 2. Thế bây giờ các anh chị tự nhận hiện nay ngồi đây theo tôi biết anh Trọng báo tôi toàn sếp thôi. Thế đấy là cái danh. Thế còn cái thực ấy thì các anh chị đang nằm ở nhóm nào? Nếu mà mình cảm thấy xấu hổ thì mình sẽ tiết lộ. Còn cảm thấy mặc định thì cả công ty lẫn đời bạn mặc định là chết. Nhóm ấy. Còn bây giờ là sếp rồi tôi biết rồi, nhưng mà bản chất chứ. Nhóm 3. Nếu anh ấy nhận nhóm 3 thì anh giám đốc nhân sự ngồi trong này mai chuyển làm thợ đi. Cái đầu nhất, rất nhiều thằng làm thợ đáng nhẽ nó ngồi đây, thế lại đẩy nó xuống này. Đấy là sáu đầu nhất chứ. Cái thằng nhóm 3 đi lãnh đạo thằng nhóm 2 vô rồi chứ. Đấy. Thế chị là chị ghét nhất chủ tịch. Lý do chủ tịch không xứng đáng là chủ tịch thì mình mới ghét. Thế chủ tịch bản chất là nhóm 2. Đã nhóm 2 là không bao giờ ghét. Tôi nói thật. Mà đã ghét thì không phải nhóm 2. Thì nếu bị sai, tức là bị sai khiến nhiều quá, thì chứng tỏ là sếp không có nghề làm sếp, tức là không có nghề sai. Nghĩa là không giỏi thì phải sếp ở ô khác như ô xin. Anh ấy rất tốt nhưng mà ngu, phải sếp cho đàng mà. Cả hội trường đích là dám cười thì nè. Các chú giả dối kinh. Nghe thấy có bị sốc không? Sốc nó mới thành người nhé.
ngồi nghe cả đời con đàn bà chỉ lịch với bợ rồi thằng khác nó khen thôi, không có ký sinh ký ninh ấy, thuốc ký ninh ấy không chữa được sốt rét đâu, phải đục đến mức như vậy, đào tạo phải như vậy. Xong kêu thầy em giỏi lắm nhưng thầy em không dám nói như thầy. Tôi khẳng định thằng thầy bạn không có cái để nói, đừng có ngụy biện, ngụy là nói láo, biện là lý lẽ. Có biết mà nói, thằng lao thằng lao toàn trốn tránh. Vậy thì bây giờ bốn loại, mỗi loại là có chức năng. Vậy thì bài hôm nay nó liên quan đến nhân sự. Kết thúc phần một, nó gồm những thứ ra đây. Một, công ty thì bây giờ các anh chị cho tôi nói về quản lý nhân sự thì tôi phải nói thôi. Công ty phải xác định được tổng nhân sự với công suất này bao nhiêu con người, nói không có nhưng gì cả. Nếu tôi là ông tổng này, giám đốc nhân sự mà nắm chuyện từng bộ phận lên báo cáo bài trần bài trần từng việc một nói. Cái thứ hai, mày phải xác định được cơ cấu nhân sự. Lúc ngày KPI đề mẹ thế kỷ các chị ạ, 18 mà sống nó không biết cái đó áp dụng cho ai và áp dụng lúc nào. Mới có danh con này, nửa chữ sư phạm không có, làm vào ba công ty xong chuyển nghề đi dạy. Về mặt luật này, nó bắt cái bà này. Tôi vừa làm với anh Trọng, tất cả những hồ sơ giảng dạy của tôi thở rồi. Rồi bên thông minh xã hội nó mới cấp cho mình đứng lên mình hành nghề chứ. Cơ cấu nhân sự mỗi loại bao nhiêu, nói từng bộ phận một. Các anh chị bảo thầy giảng xong thầy cho bài tập đi, tí nữa tôi cho tập, tôi chỉ nói một cái này thôi. Ông về công tính đàng hoàng, ở bộ phận của ông mà sếp giao ông cần bao nhiêu người, quân tử nhất ngôn. Vì mày không giỏi, không giỏi không được làm sếp. Tôi chưa nói độ hiếm nhá. Mỗi loại bao nhiêu, lãnh đạo cần một lãnh đạo, một phó hay là nhiều phó, nói. Tức là nhóm ai đó, thợ bao nhiêu găng, có cần oxy không. Một bộ của mình lên 9 phó còn cãi. Cả một nước Mỹ 350 triệu dân, một tổng thống, một phó tổng thống hết. Các anh chị có tin không? Quy lương các anh chị giao cho tôi một nửa tôi cũng hoàn thành. Mà lương như thế thì nó đòi vào giá thành thì đất làm sao chịu nổi, lãi được ra. Ok. Cho nên ở đây, việc số 2 ông làm được thôi. Bây giờ việc số 3. Cơ cấu này khó lắm đấy nhé. Bao cho thằng ngu, bao cho thằng ngon, nói. Bây giờ cái số 3 đó là giải pháp quản lý từng loại như thế nào. Nói nộp lên cho bố mày, bố mày không làm được, bố mày nhờ thằng thầy nó chấm điểm, chấm mà dưới 5 buổi tháng ấy đi. Đấy là kết quả của phần dạy hôm nay. Bài tập nó sẽ là như vậy. Nếu thằng nào chép của thằng nào thì còn đuổi 2 lần. Ôi toàn nói phết. Đạo đức, ông Mark ông định nghĩa đạo đức là làm được cái gì. Đạo đức là đang đây này, chim gặp bác chào mào, chào bác thì gọi là đạo đức. Ở đời thống kê, toán thống kê nó cho thấy tất cả những thằng nói bậy không bao giờ nó làm bậy các bạn ạ. Còn tất cả những thằng làm bậy không bao giờ nói bậy. Bằng chứng các bạn xem những thằng cha bị bắt, mà tôi nói bậy có giờ tôi làm bậy đâu. Có hiểu vấn đề không? Ông chồng em có khi nào nói bậy không á? Chưa có chồng mà. Tôi biết thừa, tôi giả bộ, tôi hỏi thì thôi. Bây giờ vấn đề đau nhất là mình ở nhóm nào mà để đến cái tình trạng đó. Tôi sẽ lại có tình trạng thôi. Nhóm 1 chứ. Dạ thầy hỏi gì thầy? Thế mình là sao mình lại để đến tình trạng thế? Từng loại quản lý thế nào? Ông viết cụ thể cho tôi. Ứng với công ty này không cho lý thuyết như thằng thầy nhé. Thằng thầy nó chỉ cho phương pháp đó. Ông định quản lý cái nào? Ông nói cho tôi coi. Tí tôi sẽ nói cho các chị tổng số biện pháp ông phải chọn thì mới gọi là lãnh đạo chứ. Nó làm lồi mắt rồi, nhưng tôi sẽ trả lương gấp 10 lần. Vì lãnh đạo nó làm gấp 10 lần đấy, nó làm bằng não, thằng kia làm cơ. Thì cái anh quản lý phải đưa ra giải pháp. Mà anh có bốn loại người thì anh tung cái gì anh nói tôi coi. Cụ thể, không cho đại khái. Nói nhiều. Vậy thì bạn nên nhớ nhé, chồng bạn bốn loại,
thì mỗi loại bạn phải tung ra giải pháp khác nhau. Con vợ bạn là bốn loại thì mỗi con vợ phải có giải pháp khác nhau. Đằng này kêu là sống với chồng thì sống như sau, tao tát cho mày tòe mỏ, tùy chồng nha. Cái thứ hai là chồng giữ tiền hay vợ giữ tiền. Mày gặp cái con vợ loại bốn, con vợ rời đánh, chồng không giữ tiền thì cả đời mày chết. Làm gì có cái mệnh là mệnh đề là vợ đương nhiên phải giữ tiền. Lợn, tôi nói là xúc phạm lợn, tôi nói ngồi đến mà bảy đặt, ok. Cho nên bây giờ bỏ chuyện công ty ra, vợ anh ở nhà nhóm mấy? Tôi nhìn ông tôi khoái, tôi mới hỏi sao nhóm mấy? Đây về cáp độ luôn. Ông xã chị nhóm mấy? Nhóm hai. Tí nữa về nói là đúng dân học thuật. Hello, chào nhóm hai. Thằng chồng mà tát bông tao thế này mà nhóm hai vì cậu có học đâu. Bố mày là năm bộ ăn, bố mày phải nhóm một. Ồ, em cho anh nhóm một luôn. Vậy thì nhiệm vụ của một cái bộ phận ở trong cái hội trường này, lính thì nó làm, bên này thì con bán hàng, nó là lính tiền tiêu đấy các bạn ạ. Ưu tiên cho nó chứ. Thằng bên này là thằng thiết kế A&D. Còn gì ạ? Thằng bên này thằng kỹ thuật. Các bạn quản trị nó thế nào để cuối cùng, các chị ạ, để cuối cùng là nó tuân theo ý chí của mình một cách hoàn toàn tự nguyện. Còn đến có đạt đến cao thủ của người lãnh đạo ấy, anh khỏi sai, được làm việc với anh là hạnh phúc của đời em. Công phá cho em. Cho nên em, tôi nói một cách ngắn gọn nhé. Ví dụ nhé, gặp loại thứ nhất, lệnh chỉ đạo mày làm. Lý do là nó muốn thế chứ không phải bạn xúc phạm nó, vì nó có hiểu cái gì đâu. Thôi anh cứ ra lệnh gọn để em phán chứ anh giải thích em nhục không. Loại thứ hai, cử nhân mới ra trường thở tê 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 em, lấy sĩ diện lắm đầu, chị này chưa nói đã tự ái, đẳng cấp thấp lắm. Loại này ra lệnh chỉ dẫn, tức là gì? Tao ra lệnh nhưng tao có giải thích. Có loại này ra lệnh đích giải thích, vì nó cần không giải thích chứ tại không phải tại mình lỗ mãng. Nhưng mà cái loại này thích giải thích, sống mơ màng ở trên mây là chính. Mới ra trường, tôi nói thật, cái đám cử nhân bây giờ cái mẹ gì cũng biết mà thực chất không biết cái gì cả. Nó ngộ nhận cái bức cái tiến sĩ còn giả rách ngư va của mình. Nhưng nó thân thế thì mình phải ứng thế, phải ứng xử thế. Mày làm cho anh, chỉ có mày mới làm được thôi. Nếu có chống cái loại mà có kinh nghiệm cỡ tuổi những canh chị, ông này ra lệnh cho canh chị là cấp dưới cũng như lại cũng là lãnh đạo thì phải ra lệnh tham dự. Lệnh tham dự là cái lệnh là trong lệnh của tao có ý kiến của mày. Cho nên người ra lệnh, người ta không ra lệnh vội mà người ta hỏi đã, tao có cái việc này theo mày nên làm thế nào. Nó đợi cho thằng lính tham gia vào đó thì nó mới nói, mặc dù nó có đáp án rồi, có đủ má gì mày nói thế này thì tao yên tâm. Thế thì cái lệnh của mình có ý kiến đồng ý của nó. Còn có những dạng mà tao định làm này theo mày được không, em nghĩ anh chỉnh lại tí thì hay hơn, không hỏi mày đúng không, cái này mà xảy ra là bỏ mẹ. Tôi đảm bảo các chị nó làm như chó chết, vì loại rất có trình độ, rất có thiện chí. Cho nên là chiều cậu về, cậu không về nhà ngay đâu. Thế nào rủ gái đi chơi, xong kẹp cổ vợ gái. Mặt rất nghiêm trọng, cũng mới trẻ tì. Cũng top 10 của bất động sản Việt Nam. Mà lãnh đạo ngu như cho. Con bồ bảo, ôi anh nói gì? Đâu anh có nói em đâu, anh nói cái đám lãnh đạo công ty anh. Chiều nay có cái việc ỉa không ra. Thế mà cả ba lãnh đạo hoa lây hoay. Cha nào biết cả. Cùng mỗi mình anh biết, vì cậu được tham dự vào đó. Mày thích không? Tao thích, tao cho mày thích không? Mày có học dày dặn kinh nghiệm mà các anh chị ra lệnh chỉ đạo nó lấy nó đập vào mặt. Đằng này
này cứ dạng chân dạng cẳng như bố. Vậy thì các anh chị ạ, bốn hạng người nó tung ra bốn đòn. Tí nữa tôi sẽ cho các anh chị một bộ công đề. Nhưng đây tôi là ví dụ thôi. Thế ông không biết cái này là ông chết đi. Nó có làm khối nữa. Bởi vì tung một cái lệnh ra thì phải đảm bảo cái tổng cầu của người nhân viên. Mà quyền lực là sản phẩm của người lãnh đạo. Khi bạn tung một cái lệnh, thực chất là bán, bạn bán sản phẩm lãnh đạo cho người nhân viên. Mà phải bán cái nó cần chứ. Thằng đầu tiên anh đừng giải thích. Thằng thứ hai thì đừng giải thích mà thiếu tôi cậu vào nhà. Cái thứ ba, mày đã quyết định, chúng ta tham gia vào quyết định. Thằng thứ tư, ủy quyền, tức là nhường quyền ra lệnh. Chú cứ làm. Trường Doanh Nhân PR.